cùng du khách của Vietourist trải nghiệm tour thực tế. Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Nội, tour 5 ngày 4 đêm, trọn gói gồm vé máy bay chỉ từ 5.988.000 đồng. Đến với tỉnh Hà Giang, đoàn du khách của Vietourist tham quan Hoàng Su Phi, huyện vùng núi cao phía tây của tỉnh Hà Giang, nổi tiếng bởi kiệt tác ruộng bậc thang và có cảnh núi non hùng vĩ đến choáng ngợp, có chè san tuyết cổ thụ, có đỉnh Tây Côn Lĩnh. Chiêu Lầu Thi cao trên 2.400m, điểm săn mây lý tưởng. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, cũng là nơi có nhiều di tích danh thắng quốc gia đã được công nhận như cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đèo Mappilen, sông Nho Quế, dốc Thẩm Mã, đường Hạnh Phúc, núi đồi Quảng Bạ. Hành trình kết nối cung đường thuận tiện, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc tạo nên chương trình tour tham quan hoàn hảo cho du khách. Tại phố cổ Đồng Văn, quý khách tham quan chụp hình phố cáo Sủng Là, vào làng văn hóa Lũng Cẩm nơi lấy bối cảnh những thước phim nổi tiếng chuyện của Pao, dinh thự họ Vương, và tự do tản bộ, dạo chơi, mua quà lưu niệm và giao lưu với những người đồng bào địa phương, thưởng thức cà phê phố cổ Đồng Văn. Hành trình chinh phục cột cờ Lũng Cú có độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển, là điểm cao nhất của cực Bắc Việt Nam, nơi địa đầu Tổ quốc. Từ cột cờ, du khách thỏa sức ngắm nhìn núi non trùng điệp, xen kẽ bởi những khoảng ruộng bậc thang và những cánh đồng hoa tam giác mạch, tạo nên một vẻ đẹp rất đặc trưng của vùng Tây Bắc. Dừng chân tại đèo Mappilen, tứ đại đỉnh đèo, check-in chụp hình với mỏm đá sống, thả mắt xuôi theo màu xanh biếc của dòng sông Nho Quế. Trải nghiệm cảm giác ngồi trên thuyền hoặc chèo thuyền kayak vô cùng thú vị. Ngắm hẻm tu sản hùng vĩ dưới đất trời trên dòng sông Nho Quế. Đoàn tiếp tục hành trình trên con đường Hạnh Phúc qua dốc Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh đẹp hớp hồn người lữ khách bởi sắc màu với áo rực rỡ và loài hoa trên vai người dân bản địa. Tạm biệt cao nguyên đá Đồng Văn, đoàn trở về thành phố Hà Giang, dừng chân tham quan tại cổng trời Quảng Bạ và chiêm ngưỡng núi Đôi, tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa ban tặng.
đến thành phố Hà Giang, check-in điểm tại cột mốc km số 0, mua sắm đặc sản, chè săn tuyết, mật ong bạc hà, xứ sở của đào phai, hoa lê, về làm quà cho gia đình và người thân. Hành trình trên cung đường liên tuyến giữa tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, Vietourist sẽ đưa quý khách đi trên con đường dốc 14 tầng, hay còn gọi đèo Khô Cốc Chà hay đèo Mẻ Pia, nằm trên quốc lộ 4A, chỉ dài khoảng 2,5 km, nhưng là cung đường nổi tiếng bởi sự hùng vĩ bậc nhất núi rừng Đông Bắc. Quý khách được chiêm ngưỡng kỳ quan, ngắm nhìn toàn cảnh đèo Mẻ Pia thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng. Đến tỉnh Cao Bằng, quý khách tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, suối Lenin, núi Cát Mát, thăm nơi ở và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến từ năm 1941 đến 1945, đoàn vào viếng và thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nông Văn Dền, tức Kim Đồng. Tham quan thác Bản Dốc, thác hùng vĩ nhất Việt Nam tại biên giới Việt Trung. Thác có độ cao 53m, chia làm 3 tầng, được coi là thác đẹp nhất Việt Nam và là thác lớn nhất Đông Nam Á. Đây là thác nước lớn thứ tư trong top 10 thác nước trên thế giới, nằm trên đường biên giới giữa hai quốc gia. Tham quan động Ngườm Ngao, theo tiếng Tây có nghĩa là động hổ, với rất nhiều nhũ đá và măng đá, với các hình dạng phong phú, đa dạng và đẹp mắt. Thăm làng rèn Phúc Sen với nghề làm dao nổi tiếng tại Quảng Uyên. Ghé check-in chụp hình mắt thần núi, núi Thủng, chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ thú. Đến tỉnh Bắc Cạn tham quan Hồ Ba Bể, hồ tự nhiên trên núi lớn nhất Việt Nam.
ngồi thuyền xuôi dòng sông Năng vào hồ Ba Bể, ngắm cảnh đời sống thường nhật của người dân tộc Tày ở hai bên bờ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của sông nước và núi rừng Ba Bể, tham quan các điểm di tích như đền An Mã, đảo Bà Quá, chèo bè tre, chiêm ngưỡng sương mờ bao phủ như khói bốc hơi trên mặt hồ và ánh sáng bình minh huyền ảo. Đến làng Bắc Ngòi, quý khách đi bộ tận hưởng vẻ đẹp của vườn quốc gia Ba Bể cũng như cánh đồng lúa xanh bát ngát của người dân tộc Tày. Tại Hà Nội, quý khách sẽ tham quan các di tích thắng cảnh là niềm tự hào của người Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Quảng Trường Ba Đình, phố cổ Hà Nội, thưởng thức các món ăn đặc sản của người Hà Nội. Vietourist xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty. Rất mong được phục vụ và đồng hành cùng quý khách trong các chương trình sau. Chúc quý khách sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng. Kỳ diệu từ sự khác biệt.